Thu lên đây làm bữa nay là bây giờ là 2 mấy chiều. Mà cái cô này cô nói là tập từ 3 giờ tới 4 giờ rồi xong 4 giờ cái bà thím này tập. Dạ. Là tới khuya tôi mới được tập, là coi như tôi mất hết ngày. Ủa? Ủa, là sắp xếp lịch vậy là chết tôi rồi. Anh gì vậy? Sao vậy? Sao cái gì mà rối nùi vậy nè? Làm ăn gì là chết rồi, trung tâm uy tín 5 dạ. sao 6 bác, sao mà bác, làm chết rồi. Bác bình tĩnh để con làm việc với anh Minh cái nha. Ủa làm sao anh phải sắp xếp sao mà tự nhiên giờ để hai ba người chàng vô vậy? Lịch tập là em hẹn giờ mà. Đó là em hẹn với khách. Rồi còn cái này á, lịch tập á, là anh á, anh là BT thì anh là phải có trách nhiệm với lại những cái thành viên tập của anh. Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với sân khấu của chương trình 1 giờ hoán đổi. Và trong chương trình này hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được thật nhiều sự cảm thông với nhiều nghề nghiệp khác nhau, thấy được những điểm mạnh và cả những góc khuất trở ngại mà họ chưa chia sẻ nữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghề huấn luyện viên thể hình cá nhân. Và không biết là nghề PT này sẽ có gì thú vị đây. Xin mời mọi người gặp gỡ tiến sĩ Tô Nhi A. Cái gì? Sao số mình mới em tự tin lắm, em cứ nhảy hoài à. Cơ bự gì luôn. Em không nghĩ là điều này sẽ tốt đâu. Tại vì em nghĩ mình nên cái concept ở đây là cái khái niệm á, về trang trí á. Thì thí dụ như là cái người quá gầy như em nè, hoặc là người có cơ như chị nè, cũng cần phải có múi đúng không? Thì hôm nay mình phải mời đến một người có múi để mà chỉ mình làm sao để lên cơ, săn người và có múi. Nói nghe này, cho chị gặp khách mời đi, bàn tới vụ này nó là điểm yếu của chị nên chị không nói gì xin đâu. Xin được mời huấn luyện viên thể hình cá nhân Châu Phương Nam ạ. Xin chào. Dạ em chào chị. Chào bạn. Em xin chào quý vị khán giả, em tên là Châu Phương Nam, hiện tại là em là huấn luyện viên cá nhân. Thì em rất vui vì nhận được là mời quay từ chương trình. Dạ. Hồi nãy như em nói dư á chị, em kêu là huấn luyện viên thể hình cá nhân. Mày có phải dư là không? Dạ không chị. À, thể hình cũng có luôn hả? Dạ có. Vậy thì có phải nó là PT không? Dạ đúng rồi chị. Vậy là người sẽ huấn luyện kèm cặp bạn ăn cái gì, tập như thế nào để bạn đạt được vóc dáng như mơ ước trong thời gian sớm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Chị em mình cần phải nghiên cứu để mình đạt được cái thể hình mong muốn. Tự nhiên áp lực ngang luôn. Sao mọi người. Sao chị câm lặng trong số này vậy? Áp lực ngang luôn á. Thôi vậy thì mình phải vô liền để mà chị phải nãy giờ chị đã mệt rồi khi mà nhìn ra phía sau. Các bạn thấy nhìn ra phía sau không? Mọi người có thấy cái thông Giáng sinh không? Dạ. Là mình đã rất là băn khoăn là mình thực ra là mình thì không bự cỡ cây thông đâu, nhưng mà mình giống trái trâu. Rồi cái tự nhiên cái ngày hôm nay được ngồi với BT với một thông điệp ẩn của chương trình vậy đó. Ừ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về thông điệp mùa này, đặc biệt là số cuối cùng của chương trình 1 giờ hoán đổi nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Góc nhìn. Xin mời mọi người. Đây em. Cảm ơn quý vị đang cùng đến với chuyên mục Góc nhìn. Nhân dịp Giáng sinh về khắp nơi nơi, chuông vang khắp thành phố, chúng tôi mong rằng quý vị cũng sẽ có những trái tim hân hoan và ngập tràn sự yêu thương, ấm áp và có sự kết nối với mọi thứ như bây giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại Châu Phương Nam. Khi mà bạn ngồi trên chiếc ghế này á, bạn có thấy áp lực hơn là mình phải đảm bảo cái lịch trình tập cho một vị khách không? Dạ không chị, thì thường thì việc tập luyện với khách nó sẽ quan trọng hơn. Công việc của em bắt đầu một ngày như thế nào? Thì công việc của em bắt đầu một ngày thì sáng dậy thì mình ăn uống vệ sinh cá nhân, thì xong tiếp đó là những tin nhắn mình hỏi khách khách đã ăn uống gì chưa và ăn như thế nào đó, thì chụp hình gửi qua cho mình. Thì bây giờ chị gửi qua cho em hình chị đang ăn mì gói rồi em nói làm sao? Thì quá nhiều calo chị sẽ gây tích mỡ trong người, và lúc đó lượng mỡ trong người mình sẽ tăng lên và lượng cơ mình sẽ giảm xuống. Rồi em có hỏi chị hôm nay là tập mấy giờ, tập ở đâu không? Dạ có chứ. Thì sẽ hỏi là thời gian mình tập luyện hôm nay như thế nào, thì để mình sắp xếp thời gian để mình hỗ trợ mình tập luyện chung với khách. Vậy thì là một PT huấn luyện viên cá nhân như vậy á, cái điều khó khăn và thuận lợi nhất mà em rút ra được là gì? Cái điều khó khăn thì em thấy là nếu mà khách hàng người ta không có kiểu như không kiềm chế được bản thân mình, người ta ăn uống xả láng thì đó là cái khó khăn nhất trong. Ừ, là không đạt được mục đích cuối cùng phải không? Dạ đúng rồi. Là coi như mình hợp đồng thất bại. Dạ vâng. Thất bại mà vẫn phải trả tiền chứ hả?
Nếu mà thất bại thì mình sẽ hỗ trợ khách trong một khoảng thời gian nữa để đạt được kết quả mong muốn của khách hàng. Có tâm dữ vậy ha. Chứ mình thật ra mình cũng bỏ bao nhiêu đó buổi mà tại vì khách không có chịu theo lịch trình thôi, chứ đâu phải là tại mình đâu. Mà mình vẫn sẽ phải tiếp tục kèm cặp đến khi nào mà họ đạt được mong muốn mà thôi. Làm gì đam mê chứ tiền bạc gì tầm này. Đam mê đó là chỉ số lý tưởng về sức khỏe của khách hả? Dạ Nam đúng hả chị. Nói chung là làm về đam mê thôi. Mình quan tâm tới cái sức khỏe của khách hàng hơn là sức khỏe của bản thân mình. Nhiều khi là mình bỏ quên bản thân mình trong việc tập luyện rồi chế độ ăn uống riêng của mình như thế nào để mình lo cho khách hàng của mình. Vậy thì khi mà Hà Trinh hỏi em là lịch trình của một ngày bắt đầu như thế nào, thì chị sẽ hỏi em là vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái người mà chúng ta sẽ hướng dẫn cá nhân cho họ như thế nào. Ví dụ bây giờ mình sẽ có những cái bước gì khi mà mình tiếp nhận một cái khách hàng hoàn toàn mới đến với mình và bắt đầu lên một cái lộ trình cho họ, thì từng bước nó sẽ diễn ra làm sao? Thì cái bước đầu tiên khi mà mình gặp khách hàng á, thì mình nhìn tổng thể khách hàng như thế nào. Rồi. Là mình xem xét coi họ có những bệnh lý ra sao. Đó là xong, trong buổi đầu tập luyện thì mình sẽ test về cái thể lực của họ trước. Rồi sau qua cái buổi thể lực thì nó sẽ có tập về những cái nhóm cơ. Thì mình coi họ có bị yếu những nhóm cơ nào, rồi mình khắc phục, đưa ra cái lộ trình cụ thể cho họ. Vậy thì cái lộ trình đó là do bằng cái con mắt chuyên môn của mình với cái sự phân tích các cái chỉ số mà mình ấn định, hay là cái lộ trình đó nó đến từ cái yêu cầu của khách hàng? Ví dụ Hà Trinh tới, Hà Trinh nói Phương Nam 3 tháng nữa chị thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Chị cần cái thể hình như vậy đó. Nhưng mà ví dụ như một vài cái yêu cầu của Trinh nó sẽ liên quan với cái góc nhìn chuyên môn của em là không được. Nó sẽ có những cái chỉ số mà Trinh đưa ra nó kỳ lắm. Thì cái câu chuyện lúc đó nó sẽ được dàn xếp như thế nào để mình ấn định cái lộ trình cuối cùng? Thì thường thì em sẽ cần một khoảng thời gian từ 1 cho tới 2 tuần để mình tập luyện với khách hàng, mình coi cái chỉ số sức khỏe của họ có đảm bảo để theo cái lộ trình mình vạch ra ngay từ đầu hay không. Nếu mà không được thì mình sẽ đổi qua những cái bài tập phương pháp khác để phù hợp hơn với khách hàng. Thú thật là chị sẽ rất là sợ PT luôn ấy. Tại vì các bạn ấy nghiêm khắc quá, em mà đi tập mà có PT đứng kế bên một ngày là chắc em về là em đứng không nổi luôn á. Là phải cố lên, sắp được rồi, chưa được chị ơi, cố lên thêm một chút nữa thôi, mà một chút nữa là quá sức giới hạn của em rồi. Xong là em có nhiều khi bị nản á, đó cái em không có tập được. Nên em cảm thấy em không bao giờ đạt được cái chỉ số lý tưởng là bởi vì mình không có đủ kỷ luật và không phải là không tin tưởng PT nha. PT thì quá tuyệt vời, là những người thầy nghiêm khắc rồi. Mà tại vì các bạn ấy quá kỷ luật và quá nghiêm khắc luôn ý. Giống như là chỉ cần mà mình cầm bánh mì lên, mình có cảm giác là bạn ấy linh tính thấy được chuyện đó luôn. Để nhắn tin là ăn bánh mì phải không? Mày ăn tối phải không? Chị đi quay mệt là chị uống nước ngọt phải không? Kiểu vậy đó, là mình phải thôi, mình cứ sẽ ráng được thêm chút nào hay chút đó để sống thoải mái hơn. Thực ra thì cái cảm giác của Trinh á là vì các bạn quá kỷ luật. Nhưng mà thực ra là chị cũng có cái cảm giác giống Trinh, là chị áp lực thật. Chị áp lực thật nếu như mà cái lộ trình tập của chị là phải đi kèm với một PT. Có khi nào mà các bạn nhận thấy cái tín hiệu đó từ khách hàng của mình không? Có nghĩa là các bạn có thể quan sát thấy, các bạn có thể nhận biết rằng là đang bị căng thẳng rồi đây, đang bị mình làm cho áp lực rồi đây, và các bạn có mềm hóa cái kỷ luật của mình lại không? Chứ thiệt ra cái nỗi đó nó ám ảnh lắm á Nam. Dạ vâng, là có chứ chị. Thì trong một buổi tập thì em thường sẽ hỏi khách hàng là sau một ngày làm việc mệt mỏi thì họ có những cái vấn đề nào bị stress hay không? Căn cứ vào cái tình hình đó thì em sẽ đưa ra một bài tập nó phù hợp hơn. Không phải lúc nào mình cũng phải để nó theo một cái lộ trình nhất định, mình cứ đi theo nó hoài thì khách hàng người ta sẽ cảm thấy không thoải mái với mình. Thì khi mà về tập luyện về thì em sẽ hỏi những khách hàng của mình á, trong buổi tập ngày hôm nay họ cảm thấy như thế nào? Có nghĩa là mình quan sát thấy. Dạ đúng rồi. Thường là họ cảm thấy như thế nào? Thường thì họ cảm thấy thoải mái. Sau khi mà tập luyện với mình. Hỏi thì có ai trốn PT không? Trốn theo kiểu là nhắn tin trí trá, lương lẹo, nói dối luôn. Bởi vì hôm nay trời mưa, hôm nay trời nắng, hôm nay mệt, hôm nay có vấn đề, hôm nay đi học. Giấu thực đơn, thực ra có ăn mì gói mà không có khai đồ đó các kiểu. Có không? Dạ có chứ chị. Rồi có phát hiện được không? Các bạn có bằng con mắt nhà nghề, các bạn có phát hiện được không? Thường thì nếu mà họ ăn thêm mà không theo chế độ của mình thì mình nhìn qua cái cơ thể của họ thì mình sẽ phát hiện được kiểu như một dấu hiệu bất thường, kiểu như nó phình lên chỗ nào đó. Vậy đúng rồi, cơ thể đâu có nói dối được đâu chị ơi. Thôi mình đi tiếp đi Trinh ơi. Dạ thôi. Thế thì hôm nay á, qua một vài những cái thông tin cơ bản để thấy được rằng là việc đề ra một cái mục tiêu để cải thiện những chỉ số trên cơ thể, ví dụ như giảm mỡ hoặc là tăng cơ, hoặc là tăng cân lên hoặc là giảm cân, nếu như chúng ta tập một mình ý thì cũng được.
Nhưng để cho cái hiệu quả đó nó chắc chắn là sẽ thành công trong một cái số ngày nhất định nào đó. Ví dụ như chị Tô Nha nói là mình cần tham gia một cuộc thi về sắc đẹp, hoặc là mình cần chắc chắn là mình phải thăng tiến trong cái dự án sắp tới, hoặc mình muốn cải thiện ngay về ngoại hình trong vòng một tháng. Với những cái mục tiêu rõ ràng và lộ trình cụ thể như thế thì việc mà PT tham gia vào lộ trình ấy là một sự hỗ trợ hết sức tuyệt vời. Có một người thầy, một người bạn đồng hành với những cái phương pháp chính xác sẽ giúp mình đạt được cái lộ trình mong muốn nó nhanh nhất. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một công việc khá là thú vị, linh động về thời gian mà cũng được đầu tư rất là nhiều về kiến thức để các bạn có thể đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Nhưng xoay quanh đó thì có những điều gì chúng ta còn băn khoăn về nghề huấn luyện thể hình cá nhân? Xin mời mọi người sẽ cùng gặp gỡ bạn Tâm Minh nhé. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Tâm Minh. Hôm nay tôi rất là vui khi đến với chương trình Một Giờ Quán Đổi. Lý do tại sao mà tôi đến với chương trình Một Giờ Quán Đổi? Tại vì tôi đã từng là một học viên đăng ký cái khóa học tập thể hình tại trung tâm. Thì tôi thấy là huấn luyện viên thì chưa thật sự nhiệt tình với khách hàng. Hình như là với cái học phí mình đóng vào á, thì nó chưa có thật sự là hấp dẫn cái huấn luyện viên. Cho nên mình bị lơ là cũng như là không có rõ ràng buổi tập. Mình cũng phân vân và đắn đo vì không biết là huấn luyện viên thể hình là có qua cái trường lớp hay là có bằng cấp gì hay không. Tại vì huấn luyện viên thì nhắm đến là thể hình đẹp, cơ săn chắc cũng như là sáu múi. Cho nên mình phân vân là không biết là cái kiến thức chuyên môn của huấn luyện viên sẽ như thế nào khi mà dạy mình, cho mình tập để có một cơ thể săn chắc tốt hơn. Thông qua chương trình Một Giờ Quán Đổi thì mình quá thân vào cái huấn luyện viên thể hình. Thì vì mình muốn là biết là cái công việc của các bạn sẽ như thế nào, cũng như là một cái huấn luyện viên thể hình có khó hay không, cũng như là mình sẽ biết được công việc huấn luyện viên thể hình sẽ như thế nào và mình có hiểu lầm các bạn hay không. Dạ, đó là những suy nghĩ của nhân vật tuần này, là bạn Tâm Minh muốn tham gia vào câu chuyện của chúng ta và đặc biệt là đặt câu hỏi trực tiếp với Châu Phương Nam để hiểu thêm về nghề PT. Giống như quan điểm của bạn vừa trình bày thì nghề PT như cưỡi ngựa xem hoa vậy đó, chỉ cần có sáu múi, ngoại hình đẹp, một chút xíu thời gian bỏ ra là có thể làm được. Bạn có đồng ý chuyện đó không? Dạ không chị. Đối với cái nghề PT huấn luyện viên cá nhân thì em nghĩ là mỗi người, mỗi huấn luyện viên sẽ cần trang bị những kiến thức cơ bản để mình hỗ trợ khách hàng của mình tập luyện một cách tốt nhất. Không phải là cứ một body đẹp thì mình có thể ra mình dạy người ta như thế này như thế kia được. Kiến thức cơ bản ở đây là gì, bao gồm những kiến thức như thế nào? Về sinh học của cơ thể con người và cơ bắp, xương khớp. Ví dụ như là cái chuyện mà mình rành về xương khớp nó sẽ giúp gì cho những bài tập cụ thể, là hôm nay chị muốn cải thiện cái vòng đùi của chị nhỏ lại và cái bắp tay nó thon lại. Vậy thì là em sẽ tập trung vào cái việc training cho tập luyện cho cái bắp tay và đùi thôi đúng không? Hay là mình còn phải phân bố các lớp cơ khác nữa? Dạ, mình phải phân bố các lớp cơ khác nữa. Mình tập phải kiểu như là full body, là mỗi buổi tập thì mình sẽ phân ra một bài tập khác nhau về những nhóm cơ khác nhau. Ví dụ như cơ đùi đi, thì mình tập ngày thứ hai, xong mình phải cách khoảng 2 đến 3 ngày sau mình mới tiếp tục quay lại cái phần cơ đùi của mình, để cơ mình có một thời gian để mình nghỉ ngơi. À, chứ không phải là hồi hộp tập là được hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy ngày thứ 2 mình tập, rồi ngày thứ 4, thứ 5 mình tập. Vậy ngày thứ 3 mình làm gì với cái nhóm cơ khác? Thì mình tập luyện với những nhóm cơ khác trên bộ phận của cơ thể của mình. À, thí dụ các nhóm cơ nào mà em thường xuyên khuyến khích khách tập đầu tiên? Thường đối với nam giới thì em khuyến khích tập cơ ngực và cơ bụng, cơ đùi. Thì nó sẽ giúp cải thiện cái vấn đề mà body của mình nó sẽ đẹp hơn. Còn với nữ giới thì họ hay thích tập vòng 3 với đùi của mình. Thì em sẽ đẩy thêm một cái lộ trình khác nữa. Dạ, cảm ơn Châu Phương Nam và hy vọng là Tâm Minh khi mà được đến đây và chia sẻ, bạn ấy sẽ hiểu thêm. Và trước khi chúng ta cùng đến với hành trình Một Giờ Hoán Đổi của Tâm Minh, xin mời mọi người sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi, và sau đây sẽ là thử thách dành cho Tâm Minh. Chúng tôi đã đưa bạn ấy vào một cái phòng và set up giống như là bạn ấy đang chuẩn bị trở thành một PT, một huấn luyện viên cá nhân chuyên nghiệp vậy đó.
Vậy với những vị khách của mình và những kiến thức mà bạn hiểu sơ sơ, thì liệu bạn có giải quyết được những tình huống này một cách suôn sẻ hay không? Xin mời cho Phương Nam và chị Tô Nha sẽ cùng tham gia vào tình huống, xem xét và bình luận nhé. Dạ, đây là tình huống ạ. Thì nói nào ngay, tôi cũng trình bày với cô rồi đó. Tôi dòm tướng siêu quách không hả? Bà xã dưới nhà thì bà mê mấy cái ông mà coi trên TV, mấy cái ông mà bự cục đó nha. Bà muốn tôi tập đó về bà mới mê. Dạ vậy hả? Vậy thì để con kêu PT của bên con ra. Anh Minh ơi. Anh đây. Dạ, anh ơi, có khách hàng muốn cần gặp anh nè. Ủa? Chào bác. Đâu? Dạ đây. Không, cái huấn luyện viên. Dạ đây, huấn luyện viên của bác. Dạ con. Đúng là ấn tượng ngoại hình rất quan trọng. Người ta sẽ nhìn PT xem là bạn sẽ làm mẫu như thế nào. Thì để tập cho tôi điều kiện về cơ thể lý tưởng như thế nào để trở thành một PT ạ. À? Thường thì đối với ngoại hình thì cao, hơi cao ráo, hoặc là mình người nó đầy đặn xíu thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà vừa thân thủ là nhìn cũng phải chắc chắn, rồi cũng phải nhìn nó cũng phải đâu ra đó để người ta tin tưởng rằng là về mặt hình thể không chỉ là cao mà đó phải là một cái hình thể chất lượng được thể hiện các nhóm cơ đồ các kiểu. Có cái tiêu chuẩn nào về số đo cân nặng mình cần phải lưu ý để trở thành một PT không ạ? Dạ thường thì làm việc tại một câu lạc bộ nào đó thì người ta sẽ cần ngoại hình và trình độ chuyên môn của mình như thế nào. Nếu mà có bằng cấp sẽ tốt hơn. Trong trường hợp có bằng cấp mà hình thể dùng từ bình dân là nó không ngon lắm. Dạ, tức là hơi ốm hoặc là hơi gầy, nhóm cơ nhìn nó không đủ, nhưng mà bằng cấp là có nha. Bằng cấp chuyên nghiệp đàng hoàng thì sao? Thì có cân lại được cái vụ hình thể không mà người ta nhận mình không? Thì thường nếu mà khách hàng tới một câu lạc bộ nào đó thì người ta sẽ nhìn hình thể của huấn luyện viên trước. Chứ người ta đâu có nhìn cái bằng đó. Anh giống như là Dương Thanh Vàng ở đây nè, nhìn tâm mình là mình sai là mình cần tưởng một anh chàng sáu múi cục tới rồi huấn luyện cho mình, rồi trong một thời gian một hai tháng mình sẽ được y như anh ấy. Đúng rồi. Có sự hướng dẫn của anh ấy, tại anh ấy có trải nghiệm mà. Thì chế độ dinh dưỡng cho bác nữa mà. Rồi ra mình tập đi. Để đồ lên ghế đi. Giờ ra tập thôi đúng không? Rồi, thằng bác với con lắc vòng đi. Con thấy dáng bác gì lắc vòng được nè. Ê cha, sao cái này tôi thấy của phụ nữ mà lắc vòng sao đâu, lắc vòng đi bác. Dạ. Bạn này Dương Thanh Vàng thì có thể là với cái thể lực của một người lớn tuổi ở trong cái kịch này đi. Tầm khoảng 50-60 đi. Thì mình sẽ cần khoảng một tháng hay là mấy ngày hoặc là chế độ ăn thế nào á để mà cải thiện cái ngoại hình này. Và cái kết quả cuối cùng mình mong muốn để mà mình cải thiện ngoại hình của Dương Thanh Vàng là gì cụ thể? Đối với nhân vật Dương Thanh Vàng hiện tại thì theo cách nhìn của em thì em thấy tập luyện khoảng 1-2 năm. 1-2 năm chứ không phải 1-2 tháng hả? Dạ đúng rồi. Mà trong thời gian đó là tập 1-2 năm là tập cái gì và ăn như thế nào để mà có thể cải thiện cho mình đầy lên, mình có da có thịt ạ? Mình sẽ có một cái phương pháp tập luyện chuyên về để tăng cơ và chế độ ăn giàu protein để mình bổ sung và phát triển cơ. Bánh chất béo nhiều vậy? Không phải. Cậu ơi cậu, sao mà tôi tập bên này không có được nè cậu? Đợi xíu nha chú, tại con đăng ký tới giờ của con rồi. Bây giờ tập lẹ đi chứ sắp tới là em tỏ tình bạn trai của em á, mà bạn trai em từ chối là anh hơi mệt mỏi với em luôn á. Đó, ăn kìa. Đó, nhân vật mà Nam bảo đó là đôi khi họ sẽ lén lén họ ăn rồi họ phì ra, thì họ sẽ không có đảm bảo được lộ trình cam kết ban đầu, sẽ ảnh hưởng tới cái cam kết của mình phải không? Dạ đúng rồi chị. Mà bây giờ á, em ăn rau, em không có sức em tập, em xỉu. Thì lúc đó làm sao mà em giảm cân được? Bây giờ bữa anh thỏa thuận với em rồi, tập á không nhiều, động tác nhẹ thôi, nhưng mà phải giảm được 1 tuần 20 kg. Mình giảm 1 tuần 200 gram mày biết giảm được không? Mày ăn cỡ rồi mày ăn như cái núi vậy, cái họng của mày cỡ đó. Trời ơi chú ơi, bởi vậy người ta mới đi thuê PT chứ, nếu mà con tự tập được thì con thuê PT chi nữa. Tập lẹ đi. Vậy là bạn Tâm Minh này á cũng rất là khéo léo khi mà biết phân ra những bài tập nho nhỏ để không làm người ta nản chí phải không? Dạ đúng rồi chị. Lý do là tại ăn mà rất là ân cần là nương theo cái người mà mình luyện tập cùng với mình. Phương Nam có phải là người như vậy không? Em cũng khá giống với anh Tâm Minh. Chị thấy em rất là hiền lành, dễ thương. Dạ. Chắc là dù khách bảo là thôi chị mệt quá, chị mới tập 5 phút chị mệt, cho chị ra ngoài uống ly sinh tố vô tập tiếp. Mẹ em có cản không? Dạ cản chứ. Nhưng mà em phải thuyết phục khách hàng một cách nào đó. Chẳng hạn như khách hàng mà nhây quá thì mình năn nỉ luôn. 7 ngày là giảm 20 kg, chưa kể là hả tập bài tập nhẹ nửa tiếng, không cần giảm ăn gì hết á, cứ ăn uống bình thường. Đâu có ra mà được. Ủa mà cậu,
là cậu cái cô này là cô bị tụt huyết áp là cổ vẫn tập được hả cậu? Được. Chứ tôi là tôi bên đông y là tôi biết mấy cái vụ mà tụt huyết áp huyết ơ này là tập một hồi là xỉu chết á cậu à. Tất nhiên là con hướng dẫn cô ấy là những người bị bệnh huyết áp thì tập thể dục nhẹ như là đi bộ. Đi bộ thôi chứ không có chạy. Là tập nặng như là tập thôi vậy là cô làm quá rồi chứ tôi thấy mà quơ có cái vòng có chút xíu mà cô lăn ra cô xỉu là cô làm quá. Nhưng mà có mệt thiệt. Cô mệt cô ngồi nghỉ đi cái cậu tập cho tôi miếng đi cậu. Trời ơi, thôi không được, cái giờ này là giờ của con mà. Anh, em trả tiền đàng hoàng rồi đó, cái này giờ. Rồi có cái vụ dành PT này trong các trung tâm không? Những PT cạnh tranh với nhau. Không không, khách hàng chỉ định PT và một anh PT lỡ lọt vào mắt xanh cùng một lúc của nhiều người khách. Dạ có chứ gì. Rồi sao? Rồi bây giờ mình sẽ dàn xếp dựa trên cái tiêu chí gì? Trên cái tiêu chí là cái khách hàng đó họ sẽ ký một gói hợp đồng nhiều tiền hơn, hay là trên tiêu chí thời gian là ai tới trước thì được trước, hay là như thế nào? Thường thì một khách hàng tập luyện với em khoảng từ 1 cho tới 2 tiếng đồng hồ. Thì trong một ngày mình có thể sắp xếp những người đó tập luyện với mình theo những khoảng thời gian cụ thể mà họ rảnh lúc nào thì mình sẽ set up bài tập như thế đó cho họ. Bà làm cái gì vậy? Trời ơi. Bà đây uống lạ trời. Cái gì vậy cô? Bà 50 mấy 60 tuổi là bà không, cái mặt này là phải 70 mấy 80 rồi chứ mấy 50 mấy 60 nữa. Là bà thấy lên tới bà ngoại rồi nha. Ngoại cái gì? Cái gì mà bà thấy cha trẻ cái bà sắp pháp vô vậy? Trời đất ơi, mới trẻ quá ha. Trời ơi, khoan đã, chờ chút xíu. Ủa gì vậy? Ừ, con đang tập thể dục mà. Anh tới giờ của em rồi, tập cho em đi anh. Để trong trường hợp như chị nói đó, bây giờ đụng lịch mà ai cũng dành Châu Phương Nam á, đó phải là anh Châu Phương Nam tập với tôi mới tập hả? Thì sao? Để em chọn ai bây giờ, em muốn tập với chị hay chị Tô Nha? Có một khung giờ chủ nhật đó thôi. Đối với em thì nếu mà cùng một bạn người thì em sẽ gộp chung lại tập nhóm với nhau. Họ sẽ có động lực. Ví dụ chị Lý Hòa Trinh tập luyện mà chị thấy có kết quả, mà còn chị Tô Nha tập luyện chưa thấy kết quả. Để xem lại ví dụ như vậy, em không ví dụ ngược thì hại đi. Rồi sao nói tiếp đi. Rồi thì họ sẽ có một cái gọi là sự cạnh tranh tập luyện với nhau để quyết tâm mình tập luyện để mình cải thiện hình thể của mình. Thú vị, đó là một cái đòn tâm lý nho nhỏ để mình ghép các cái những cái người tập cùng phân khúc với nhau, đúng không? Đúng rồi. Hoặc là không cùng phân khúc được không? Dạ thường thì không cùng phân khúc thì cái setup bài tập của em nó sẽ dài khó lắm. Sớm quá. Con nói phải không nhiều mà. Bà là em của Thái Thượng Lão ăn qua lãng ông á. Trời đất ơi, con bỏ tiền nhiều dữ lắm. Ủa bữa tôi nói là tình là hẹn bác là 4 giờ chiều. Bây giờ mới có 3 giờ mà bà kia. Đúng rồi. Sớm quá. Nôn dữ vậy cô. Không mà chưa, mà 2 giờ kém mà chưa tới 3 giờ nữa à. Bữa nay là coi như mất hết một ngày của tôi rồi, chờ tới cô này từ tập đây tới 2 giờ tới 3 giờ, xong rồi tới bà này từ 3 mấy 4 giờ, rồi xong tới khuya tới mới được tập, là mất hết ngày của tôi rồi. Với lại anh Minh ơi, tới giờ tập của em rồi mà anh trong hợp đồng á là anh lấy giá 1 kèm 1, giờ anh tập 2-3 người vậy rồi hả, ảnh hưởng sức khỏe của em là sao? Ủa nhưng mà sẽ có những cái giờ bị trùng không? Chứ Trinh thấy là mình phải có lịch cụ thể chứ hả? Dạ, đúng rồi chị, thường thì họ mình sẽ up một cái khung giờ nhất định cho từng người khác nhau. Nếu mà cái bữa đó tới cái giờ đó họ bận, họ tập được cái giờ sau mà mình bận thì mình sẽ nhờ một bạn PT khác hỗ trợ mình tập luyện cho khách hàng đó. Chứ cũng ít khi nào trùng như vậy lắm không? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Nhưng nếu mà là Phương Nam trong trường hợp này á, ở trong vị trí của Tâm Minh rất là bối rối như vậy á, thì mình sẽ phải giải quyết như thế nào cho ổn thỏa đây? Em nghĩ là nên nhờ thêm 2-3 bạn hỗ trợ mình tập luyện cho mỗi khách khác nhau. 3 ngày 7 ngày là phải có được cái hình thể, cái dốc dáng đẹp giống như giống như cái cậu này nè. Đó. Dạ. Thì mà tôi lên đây là bữa nay là bây giờ là 2 mấy chiều. Mà cái cô này cô nói là tập từ 3 giờ tới 4 giờ rồi xong 4 giờ cái bà thím này tập. Dạ. Là tới khuya tôi mới được tập, là coi như tôi mất hết ngày. Ủa là sắp xếp lịch vậy là chết tôi rồi. Anh sao vậy, sao cái gì mà rối nùi vậy nè? Tức là nãy là em tư vấn cho chú rồi đúng không? Dạ. Tức là ra hướng dẫn cho chú một số cái cơ mà bản mà chú có kịp hướng dẫn gì luôn, ra mới kêu lắc mấy cái vòng là bà này bà chàng vô rồi. Không phải, tại vì em á là em tới đúng giờ của em, giờ tập của em bữa giờ em đăng ký với lại chị hứa với em là 7 ngày giảm 20 kg mà. Trời ơi thôi em chết em vẫn tới rồi. Tập bình thường cái chứ có gì đâu, trung tâm gì làm ăn gì là chết rồi, trung tâm uy tín năm sao sáu sao mà làm chết rồi. Bác bình tĩnh để con làm việc với anh Minh cái nha. Ủa làm sao anh phải sắp xếp, nãy giờ bác tới thì anh phải sắp xếp cho bác, anh tập cho bác chứ sao mà tự nhiên giờ để 2-3 người chàng vô vậy? Nhưng mà cái lịch
Lịch tập là em hẹn giờ mà. Đó là em hẹn với khách. Rồi còn cái này á, lịch tập á, là anh á, anh là PT thì anh là phải có trách nhiệm với lại những cái thành viên tập của anh. Trong cái trường hợp mà cái người nhận hồ sơ với cái người hướng dẫn là hai người khác nhau. Tại vì ví dụ với những cái trung tâm lớn chúng ta sẽ có những cái bạn tư vấn đầu vào. Và cái bạn đó không cần biết vì cái gì. Cái quan trọng là chạy danh số. Thì phải chốt cho được nhiều khách hàng. Còn cái câu chuyện còn lại PT có đảm bảo hay không, đó là chuyện của PT. Thì mình bị chưa? Mình đã bị cái vụ trật khớp này giữa hai bên chưa? Dạ, em từng có. Rồi trong trường hợp đó em đã làm sao? Thì mình tìm cách mình giải thích cho khách hàng hiểu. Nhưng mà khách hàng là đã ký và đưa tiền cọc rồi á, thì lúc này nó liên quan đến quyền lợi kinh tế của người ta nữa. Thì giải quyết em xui không? Dạ, em xui chứ. Em xui hả? Dạ. Thường thì em xui. Thế thì tốt rồi. Bây giờ lỡ rồi ba người ngồi ở đây rồi hết đúng không? Thôi bây giờ anh cho ba người ra tập cùng một cái động tác nào đó. Thí dụ như bác này bây giờ muốn cho khỏe nè, cho lên múi nè. Bác này là muốn cho thẳng cái lưng đúng không? Đúng rồi. Rồi bên kia thì muốn cho giảm cân. Bây giờ anh phải làm một cái động tác nào đó kết hợp được cả ba người này, rồi để cho ba người này cùng tập một lúc luôn, được không? Tôi thấy cô Linh này nói vậy là chí lý nha. Người ta đi về. Tôi thấy cô Linh này nói vậy là hợp lý. Coi như bữa nay lỡ ba người không hẹn mà gặp. Dạ. Coi như mình đụng mặt nhau ở đây ngày hôm nay, coi như là cũng có kết duyên mà bằng hữu với nhau. Rồi cái ngày mai mình chia khung giờ. Dạ đúng rồi. Phải là người chủ động chia khung giờ cho tụi tôi, mỗi người có khung giờ riêng tập tành đàng hoàng. Dạ. Thôi vậy thôi, tập đi. Tập đi. Tập đi. Rồi bây giờ kiếm một động tác chung cho ba đứa cùng tập coi. Dạ. Rồi bây giờ tập theo em nha. Rồi. Ủa, cái này tôi biết nè. Cái này khỏe nè. Ngày mai là cô này tập trước, rồi tới bà này, rồi tới tôi. Rồi, dạ, vậy rồi. Mọi người nhớ, bắt đầu từ ngày mai là nhớ đi đúng khung giờ của mình. Đừng có ai đi quá sớm, rồi cũng đừng có đi trễ quá. Là mình sẽ bị lệch khỏi cái khung giờ, tội nghiệp cho anh PT nha. Okay. Và thưa quý vị, vừa rồi là thử thách 1 giờ kết nối dành cho Tâm Minh để tìm hiểu về nghề PT, Personal Trainers, hay chúng ta còn gọi là mình huấn luyện thể hình cá nhân để giúp cho mọi người có thêm động lực vượt qua giới hạn và ngưỡng giới hạn của mình. Còn bây giờ, trước khi gặp gỡ Tâm Minh, xin mời mọi người sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút nha. Quý vị đang cùng quay trở lại với Hành Trình Kết Nối. Và đây là chuyên mục giúp chúng ta có thể kết nối và hiểu nhau thêm với những thông tin được trực tiếp trao đổi. Ở đây chúng ta có tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nè, và đặc biệt là Châu Phương Nam. Bạn PT cũng đã có nhiều kinh nghiệm. Tâm Minh cũng vừa hoàn thành xong thử thách của mình. Hãy cùng xem bạn ấy đang cảm nhận như thế nào nhé. Xin mời Tâm Minh. Xin chào, mời bạn ngồi ạ. Chào, mệt không, mệt không? Xin tự giới thiệu, mình tên là Tâm Minh. Dạ. Hiện làm nhân viên kinh doanh. Nhưng mà bạn tham gia vào thử thách này chắc hẳn có lý do đúng không? Thì thật sự khi mà mình tham gia chương trình 1 giờ quán đổi thì mình rất là hào hứng háo hức. Tại vì mình muốn một trải nghiệm một cái công việc nó khác với công việc mình làm như thế nào. Thì mình thấy là cái công việc là huấn luyện viên thể hình cá nhân PT thì mình thấy là các bạn có một cái ngoại hình đẹp, gương mặt đẹp, body đẹp và sáu múi. Thì không biết là ngoài cái ngoại hình đẹp đó thì các bạn có cái căn bản để dạy về cơ bắp hả? Về sinh học đúng không? Đúng rồi. Dạ, đây là câu hỏi dành cho Phương Nam hay là sự khẳng định? Thì đây là có thể là một câu hỏi dành cho Phương Nam. Phương Nam nghĩ sao về câu hỏi này? Vì lúc nãy Phương Nam có nói là thật ra Tâm Minh không thể làm PT được đâu, là bởi vì mình hơi lúng túng á. Thì bạn có ngại không? Tại vì PT phải xử lý còn nhanh hơn nữa, và còn phải kêu người trợ giúp nhiều lắm, và còn phải cung cấp thông tin rất là nhiều cho khách hàng nữa. Thì bạn có thấy là cái nghề này nó quá nhiều thứ không phù hợp không? Mình nghĩ là Phương Nam nói đúng. Không chỉ là một cái gương mặt đẹp, body đẹp, ngoại hình đẹp, thì ngoài ra mình cũng có thể là một kiến thức cơ bản nhất định về cái chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện như thế nào mà nó theo một cái chỉ số cơ bản. Tức là mình cảm thấy là mình cũng chưa có trang bị đủ luôn.
thì giống như là đẩy chị em mình vào nghề nhảy, mình cũng lúng túng thôi, mình cũng không biết là cơ bản là như thế nào. Nên mỗi người đều sẽ có những cái vùng tối riêng trong nhận thức của mình về một cái nghề nghiệp. Nên hy vọng là Phương Nam sẽ chia sẻ để chúng ta cùng kết nối và hiểu thêm nghề nghiệp của nhau nhé. Ở nghề của bạn, như lúc nãy bạn có chia sẻ, kiến thức cơ bản nó sẽ xoay quanh các nhóm cơ, chế độ dinh dưỡng, cái thời gian để phục hồi và những cái vấn đề liên quan đến chấn thương, đúng không? Dạ, đúng. Ngoài ra còn vấn đề gì nữa? Sau buổi tập luyện thì mình cần một khoảng thời gian 2 đến 3 ngày mình dưỡng cái nhóm cơ đó để mình phục hồi nhóm cơ và mình bù đắp những cái lượng mà protein mình mất đi, mình đắp vào cơ mình nó phát triển hơn. Thế thì chị hỏi rõ hơn đi, rõ ràng là các bạn có nói là bây giờ muốn làm PT là mình phải qua một cái lớp huấn luyện, đúng không? Mình phải trải qua một cái quá trình đào tạo thì mình mới làm được. Vậy thì chị hơi thắc mắc là các bạn đã học những cái môn học gì trong cái quá trình đào tạo đó? Đối với em thì em tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ra. Yes. Thì em từng học những môn về sinh học. Đúng rồi. Rồi y sinh. Nghe mọi người y sinh đó, mọi người tiếp giải phẫu hả chị? Về cơ thể, nhưng mà mình sẽ học ở dưới cái góc độ về cái việc đó là kiểm soát về các chỉ số, các diễn biến, các cơ chế hình thành thì mới có thể trả lời được tại sao cơ đùi như vậy và tại sao cơ bụng như vậy, đúng không? Dạ. Wow, giỏi hay quá. Quá vậy chị. Tại vì học tâm lý cũng phải học đó. Tại vì chồng mình là huấn luyện viên điền kinh. Ngoài cái đó ra là còn chương trình gì nữa, ví dụ như sinh học nè, y sinh nè. Trời, 4 năm Đại học Thể dục Thể thao không phải đơn giản đâu các bạn. Mình học về cái cách mà học tập luyện theo các bộ môn khác nhau nữa. Các bạn sẽ được gọi là cử nhân hay huấn luyện viên ta khi mà tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, được gọi là cử nhân. Được gọi là cử nhân tại nó có những cái chức danh khác nhau. Thì thực sự là cái kiến thức nền nó rất là kinh khủng. Và cũng giống như bao nhiêu câu chuyện khác, chúng ta hay nói là ủa sao cái nghề đó người ta làm dễ ợt à. Tự nhiên cái vô PT nói vài câu kêu tập theo lộ trình này đi, xong cái tự nhiên cái lấy tiền của người ta. Nhưng mà bạn sẽ phải có một cái khối lượng kiến thức rất là đồ sộ để bạn phân tích là cái cụ ông mà 40 mấy 50 tuổi hồi nãy thì là nhóm cơ gì, yếu tố tâm lý làm sao, thậm chí cái nhu cầu tập tập để làm gì. Tôi tập để giữ vợ với tôi tập đi thi sắc đẹp là nó cũng khác nhau về nhu cầu. Và tất cả những cái điều đó nó thuộc về kiến thức nền. Và chị nghĩ là đúng là không đơn giản. Và điều đó nó làm nên sự lúng túng của em ban nãy, đúng không? Tại vì tự nhiên cái bị nhúng vô cái tình huống đó, xong rồi đứng đó mà mình bị hỏng chân hoàn toàn. Thậm chí là cái quy trình làm việc của một cái phòng tập mình cũng không nắm. Thành ra tự nhiên ta tới người ta dành giờ, mình cũng không biết đường làm sao luôn, đúng không? Trong khi cái việc đó đôi khi đâu phải do em đâu, tại do cái người xếp lịch nữa chứ bộ. Nhưng mà lúc nãy Phương Nam nói cái giải pháp của mình khi mà mình trùng lịch là gì? Là mình nhờ các bạn huấn luyện viên khác hỗ trợ mình tập luyện với những khách hàng đó. Mình sẽ nhờ bạn bè hoặc là phụ tá của mình hỗ trợ để chăm sóc các nhóm khách đặc biệt. Còn Tâm Minh muốn hỏi điều gì với Phương Nam nữa không? Trong cái hoàn cảnh tình huống mà nãy anh thể hiện á, thì có một cái bạn nữ trạc 20 tuổi, ngoại hình cũng hơi giống anh vậy nè, mẫm mỉm vậy nè. Nhưng mà bạn không, tuyệt đối là nhất quyết là tuyệt đối là không có tuân theo chế độ dinh dưỡng của PT đưa ra, là không chịu nhịn ăn, mà ăn nhiều loại bánh chất béo, mà ngay cả đem tới phòng tập ăn nữa. Thì theo em thì em sẽ giải quyết như thế nào? Thường thì đối với em, những học viên như vậy, em sẽ cần một khoảng thời gian khuyên bảo khách hàng và giảm cái chế độ ăn xuống từ từ. Mình không thể nào là mình cắt đột ngột được. Nếu mà trong một khoảng thời gian khoảng từ 2 đến 3 tháng mà khách hàng không có sự thay đổi về cái tính cách mà ăn uống của mình, thì lúc đó là em bó tay. Là em cũng từ bỏ luôn, đúng không? Tại vì người ta không tôn trọng cơ thể của chính lộ trình mà mình đã đề ra, thì coi như mình cũng không thể giúp đỡ được. Cái đó là thuộc về mỗi người, người ta có ý chí, nghị lực của người ta như thế nào nữa chị. Mà tại vì đem đồ ăn tới phòng tập thì giống như trêu ngươi cái người thầy của mình vậy đó. Thì cũng khá là không tôn trọng. Thì Tâm Minh có cảm thấy bị tổn thương không? Thì cái lúc mà mình đã quá thân vào cái huấn luyện viên thể hình đó, thì mình cũng thấy cảm giác lúc đó là rất là bực. Nhưng mà mình không có cái bên chuyên môn của cái nghề huấn luyện viên PT. Nhiều khách hàng khác nhau đến cùng một lúc nữa, cho nên cảm giác là em bị rối, chị Tô Nhi cũng như là Trinh. Nếu mà đặt trong trường hợp của Nam đi, thì mình rất là bực. Giống như là mình dạy nhưng mà người ta không có chú tâm vào cái việc học của mình đưa ra, mình đề ra là cái chế độ dinh dưỡng á. Mình đã đi còn đem đồ ăn tới nữa, cho nên mình rất là bực, rất là áp lực luôn. Thực tế thì khi mà làm PT á, về bản chất nó là người thầy mà. Dạ đúng rồi. Đúng không? Về bản chất nó là người thầy, nó là một quá trình sư phạm đó.
Có điều là bạn sẽ hướng dẫn người ta dựa trên yếu tố về thể chất, chứ nó không phải là những cái bộ môn khoa học khác. Dạ. Cho nên cái đặc tính về về sự hành xử của người thầy, chị nghĩ là nó rất là cần đối với một PT. Kiểu như là phải có phương pháp sư phạm để một nói cho người ta hiểu. Cái thứ hai đó là nó phải đủ yếu tố tôn trọng để cái người học người ta hợp tác. Và thực ra cái thứ ba là phải giảm mong cầu. Chị không biết là chị có đi ngược hay không, nhưng mà theo chị nghĩ nó sẽ là như thế này nè. Cái đặc tính sư phạm nó nằm ở chỗ là tôi sẽ làm hết sức, tôi sẽ hướng dẫn bạn hết sức, tôi sẽ nói cho bạn nghe một lộ trình lý tưởng nhất có thể, lộ trình bạn làm được, nhưng thực ra cuối cùng bạn làm hay không thì thôi bạn quyết. Và mình không mong cầu theo cái kiểu cực đoan là bạn phải theo ý tôi để đừng bực. Em vẫn còn bực cái bạn nữ đó là bởi vì em vẫn còn mong cầu, ủa tôi bỏ công ra thì bạn phải đón cái công đó của tôi. Bánh ít đi thì bánh quy lại. Nhưng mà tâm thế của một người thầy thì sẽ là câu chuyện đó là cho đi không mong cầu. Có nghĩa là mình cứ làm vậy thôi, còn cái quyền nhận là quyền của học trò. Nhưng có thể là do cái nội dung này nó hơi đặc thù nên đôi khi là mình cũng phải quan sát và đẩy vô khuôn phép một tí. Nhưng cuối cùng rồi vẫn phải là cái người bên kia họ quyết thôi, đúng không Nam? Đúng rồi chị. Thường thì cái chế độ mà tập luyện nó chỉ chiếm khoảng từ 3-40% thôi. Còn việc dinh dưỡng của mỗi người nó sẽ chiếm khoảng từ 60-70%. Việc dinh dưỡng nó rất là quan trọng trong cái việc tập luyện của mình. Thí dụ như có một mấy cô mà hay chọc giống em nè. Tới là chọc Nam là chính là thấy Nam hiền dễ thương. Đúng rồi đó. Chọc Nam quá. Ghẹo cho bạn hả, đỏ mặt lên. Xong rồi cuối cùng là bộ em ghen này, bộ Nam cũng ghen. Thì cái trường hợp đó em bao giờ gặp chưa? Dạ em từng có. Nè, nhắn tin nha, xong rồi lên phòng tập cũng giỡn này nọ. Kiểu như là mình quan tâm khách hàng, kiểu như là người ngoài nhìn vào giống như là mình với họ nó có một mối quan hệ gì đó. Em ăn gì chưa, chị ăn gì chưa, nhớ ăn cái này nha. Rồi cái sự hiểu lầm mà em có đó Nam là do người ngoài nhìn vô hiểu lầm em với khách hàng, hay là chính bản thân khách hàng người ta ngộ nhận cái sự chăm sóc của một PT thành cái sự chăm sóc của một cái anh người yêu? Em rơi vào trường hợp nào? Em gặp cả hai luôn rồi chị. Ôi trời ơi, là em hút nguyên một cái combo, em gom nguyên một cái combo. Nhưng mà em có người yêu chưa? Và có luôn cái trường hợp mà Trinh nói là rồi bị luôn người yêu mình ghen. Dạ có chứ gì. Rồi xong luôn, công nhận tổ nghề đãi em dễ sợ. Mà rồi em gỡ mấy cái dây bồng bông đó làm sao? Thường nếu mà khách hàng mà người ta ngộ nhận mình có tình ý với người ta thì em sẽ chọn phương pháp là em sẽ nói thẳng với khách hàng, em chỉ quan tâm tới vấn đề sức khỏe và chế độ tập luyện của khách hàng nói thôi. Nói sao để người ta không tổn thương cái trời ơi, cái chuyện mà người ta lỡ ngộ nhận rồi tức là người ta cũng có nuôi một mối hy vọng. Bây giờ chị nói thiệt chứ hả, là chồng chị còn chưa bao giờ nhắn tin cho chị mỗi ngày như vậy, quan tâm tới miếng ăn giấc ngủ của chị như vậy đó Nam. Chắc chắn là đây không phải là vấn đề chuyên nghiệp không đâu, đúng không? Chứ làm sao mà 12 giờ đêm em thấy chị online em còn hỏi là tại sao chị chưa đi ngủ đi, như thế là sẽ không có tốt cho sức khỏe. Là em thích chị phải không? Rồi chị trả lời làm sao? Trả lời đi. Em sẽ trả lời là em không có thích chị. Trời ơi, chị lóc khách hàng. Chị lóc khách hàng. Tại vì em sẽ giải thích cho khách hàng của mình hiểu là việc thức khuya nó tác hại như thế nào. Và mình nên tập ngủ sớm để phục hồi sức khỏe cho một ngày mới làm việc nó sẽ năng động và hiệu quả. Em rõ ràng vậy luôn á hả? Dạ là cái lý do gì mà em nghĩ rằng là cứ nói thẳng đi. Mình hoàn toàn có thể nói một cách mé đẩy đưa mà. Có nghĩa là không là một câu khẳng định. Cũng không là câu phủ định, kiểu như thì em, ví dụ như Trinh hỏi em vậy thì ví dụ trong một cái mẫu câu khác em có thể nói là ủa bây giờ em không quan tâm chị thì em quan tâm ai. Ê, cái câu này vẫn có đúng, thể hiểu đúng, được đúng. Bằng rất nhiều nghĩa. Đúng, chính xác. Còn Trinh muốn hiểu nghĩa nào kệ Trinh. Và thực ra em nói câu đó với một cái nghĩa cũng rất rõ ràng là ủa em không quan tâm chị thì em quan tâm ai. Tại vì chị là khách hàng của em thì em phải quan tâm, đúng không? Sức khỏe của chị chính là niềm quan tâm duy nhất của em lúc này. Tại vì sao? Tại vì sức khỏe của chị là thu nhập của em. Không, câu đó em tổn thương, câu đó em không ý là chị. Không, câu đó là đang ngầm hiểu. Dạ. Tại sao em không chọn một cái mẫu câu mà đi đâu cũng đúng, mà em lại chọn một cái mẫu câu nó chính trực quá. Nó rất là rõ ràng. Tại sao, lý do gì? Thì em nghĩ nếu mà mình thẳng thắn với nhau ngay từ đầu thì khách hàng ta sẽ không có đặt hy vọng vào mình hay là nảy sinh tình cảm trong quá trình mình làm việc với nhau. Thú vị. Chính trực. Vậy thì chị muốn hỏi em một câu thôi, đó là với sự chính trực của em thì chị nghĩ là em có thể xử lý được, và thậm chí là em đã quyết định chọn cách nói thẳng ngay từ đầu để không dây dưa. Nhưng những đồng nghiệp của em đã có ai nhúng chàm chưa? Thì em nghĩ là sẽ có nhưng mà em không biết được. Chưa gặp. Dạ đúng rồi, thì những vấn đề đó thì công việc nào cũng vậy, nó sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Mình không thể tránh được những cái việc đó. Nhưng mà chị hỏi thật là nghề này phát triển lộ trình xa nhất là bao nhiêu? Mình có hay là mình làm một khoảng thời gian cho vui hoặc là cho thỏa cái niềm mơ ước về luyện tập thể thao, nhưng mà đến khoảng chừng 3 năm nữa em lại nghĩ thôi mình chuyển hướng sang kinh doanh tự do
hay là mình sẽ chuyển sang một cái công việc khác thì nó sẽ tốt hơn là mình làm PT, thì cái điều đó có đúng với lộ trình của em không? Dạ thường thì nếu theo em thì công việc này nó chỉ phù hợp đối với những bạn mà đang độc thân và đang còn ở trong độ tuổi trẻ. Tại vì mình tốn quá nhiều thời gian vào công việc này thì mình sau này mình có gia đình hoặc là gia đình ba mẹ mình già cả như thế nào đó thì mình cần một có khoảng thời gian để mình chăm lo cho những việc xung quanh mình, chứ không thể nào mình dồn hết toàn tâm vào cái việc PT này được. Vài năm nữa thì em sẽ qua đây ngồi, Phương Nam sẽ qua đó ngồi. Kinh doanh mà thì chuyển qua rồi mai mốt cũng là cặp này nha, nhưng mà đổi ghế. Dạ chị Tô Nhi A thấy sao về nghề nghiệp này? Chị thấy có một cái tố chất ở Phương Nam mà nó rất là đắt giá đối với nghề này, đó là sự từ tốn. Từ tốn, bình tĩnh. Thực ra chị nghĩ là cái nghề này ai cũng nghĩ là phải khéo léo, phải nhanh nhạy, mồm mép phải lanh lợi rồi. Nhưng mà không, thực ra điều đó nó đôi khi nó cũng là một con dao hai lưỡi, thậm chí nó là một cái mũi tên quay ngược lại. Bởi vì sự lanh lợi đó đôi khi nó sẽ bắt bạn vướng vào rất nhiều tình huống khó xử. Nhưng mà cái sự từ tốn này của Phương Nam chị nghĩ nó là chất liệu quý giá để bạn đó theo nghề. Bởi vì như đã nói, đây là một cái nghề mà đụng chạm tới những cái nội dung chăm sóc nó quá nhạy cảm và nó gọi là nó đi vào sự riêng tư đời sống của con người ta quá sâu. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là đây cũng là một cái số mà mình rất là thích, bởi vì nó cho tất cả chúng ta có một cái nhìn mới hơn và có một cái niềm tin nhiều hơn vào sự chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực. Mọi người vẫn hay nói ủa bỏ tiền tới phòng tập máy móc đầy ra thì cứ bay vô tập thôi, mắc cái gì mà phải thêm một con người rồi tốn lên bao nhiêu chi phí dịch vụ. Nhưng mà thực sự thì với một người am hiểu, họ sẽ cho bạn thấy những cái điều mà bằng con mắt của một người không có chuyên môn bạn không thể biết được. Và chuyên nghiệp hóa trong cuộc sống bao giờ nó cũng có một cái giá trị nhất định của nó chứ không phải là không. Và cái cuối cùng thì gọi là những cái cạm bẫy. Những cái cạm bẫy trong nghề này chị nghĩ đó là những cạm bẫy ngọt ngào. Nếu như không có một cái gọi là một sự tử tế khi làm nghề, chúng ta sẽ vướng vào rất là nhiều rắc rối. Và nghề thì như hồi nãy Nam có nói một cái ý mà mình rất là thích. Nghề thì nghề nào cũng có mặt tối cả. Dù là đó là nghề nào thì nghề nào cũng sẽ có mặt tối. Và cái sự tử tế và cao quý của một nghề nó đến từ cái cách bạn làm nghề, chứ nó không phải đến từ cái việc là bạn gọi tên cái nghề là xong. Tử tế hay không là do cái cách chúng ta đã trải nghiệm cái nghề nghiệp đó như thế nào. Cảm ơn tiến sĩ Tô Nhi A rất nhiều về những lời khuyên này và sự thấu hiểu của chị dành cho sự đổ công sức của các bạn PT, hay còn gọi là những huấn luyện viên thể hình cá nhân. Và cảm ơn cho Phương Nam rất nhiều vì bằng sự từ tốn bình tĩnh của bạn, một năng lượng rất là an lành và lạc quan, bạn đã cho mọi người thấy thêm một cái góc nhìn mở rộng về nghề PT và những cái cách thức để giải quyết những tình huống khó khăn éo le mà Tâm Minh khi mà trải nghiệm thì thấy được rằng là cũng không có dễ như mình nghĩ, phải không? Đúng rồi. Vậy ngày hôm nay chúng ta cũng là một cái ngày đặc biệt đó mọi người, dịp cuối năm rồi, không khí thành phố Hồ Chí Minh không có se lạnh như là mùa đông châu Âu đâu. Mà mọi người có nghe tiếng đinh đinh đăng ở ngoài đường phố không? Đây là cái mùa mà em thích nhất, mùa an lành. Nên em đã mặc một bộ đồ bà chúa tuyết hay là công chúa tuyết nè. Chắc là mình cũng phải gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành đến với mọi người, nhất là trong một năm nhiều biến động như thế này. Em mời đàn chị Tô Nha trước. Chị nghĩ rằng là hai chữ thôi, hai chữ rất là quen thuộc mà mọi người sẽ rất là cần, là cái chữ mà Trinh đã nói. Mong cho mọi người an lành. An lành đi qua đau thương, an lành đi qua mất mát và an lành để đón nhận những cái tháng ngày mới sắp tới. Và hãy giữ cái sự an lành đó để đón nhận mọi thứ mà cuộc đời mang đến cho mình. Bởi vì với những gì trải qua trong một năm vừa rồi, tất cả chúng ta đều không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, đúng không? Nhưng hãy cứ an lành đi, rồi điều gì tới chúng ta cứ từ tốn mà giải quyết mọi người nha. Dạ, cho Phương Nam sẽ chúc mọi người điều gì? Chắc là về sức khỏe. Thì em sẽ chúc mọi người là bình an và luôn lạc quan trong cuộc sống của mình. Dù có chuyện gì thì mình cứ mỉm cười trước, rồi sau đó mình lạc quan, mình suy nghĩ cách giải quyết vấn đề như thế nào đó, nó sẽ tốt hơn cho mọi người. Cảm ơn lời chúc về tinh thần của cho Phương Nam. Còn Tâm Minh? Với Tâm Minh á, thì xin kính chúc Trinh cũng như là chị Tô Gia cũng như là bạn Phương Nam cũng như là quý khán giả một Giáng sinh thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng, và cái gia đình đầy đủ thành viên là hạnh phúc. Dạ, trong mùa Giáng sinh này chúng tôi mong là tất cả những lời chúc tốt đẹp từ chị Tô Nhi A hay là Nam và cả Tâm Minh đều sẽ trở thành hiện thực. Chúng ta chính là những cây thông Noel thật là ấm áp cùng với gia đình. Chúng ta chính là tuyết an lành, tuyết yêu thương và những lò sưởi ấm áp. Hãy tạo nên những kỷ niệm thay vì chỉ cần tưởng tượng về nó. Hãy mang tất cả những cái ký ức đẹp của bạn trở thành sự thật. Những hồi ức
đẹp của chúng ta đừng mãi chỉ ôm nó, mà hãy tiếp tục thực hiện nó để chúng ta luôn luôn có được những giây phút tận hưởng tuyệt vời nhất bên cạnh những người thân yêu của mình trong hiện tại. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Một Giờ Hoán Đổi trong suốt thời gian vừa qua với những chia sẻ của chuyên gia tâm lý Tony A, các khách mời và những nhân vật đã cùng đến đây để trải lòng. Thông qua đó, hy vọng rằng chúng ta đã hiểu nhau hơn và nhìn được thật nhiều những góc nhìn mới từ các nghề nghiệp khác nhau. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và Giáng sinh an lành nhé. Và xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vali Ba Lô túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi thì em cũng hiểu được về cái nghề huấn luyện viên cá nhân PT và cũng nắm bắt được là cái nghề huấn luyện viên cá nhân PT nó khó như thế nào. Thông qua đó thì em có thể hiểu hơn là một huấn luyện viên cá nhân PT không chỉ có cơ bắp săn chắc, không chỉ có ngoại hình đẹp mà cũng phải có một kiến thức cơ bản để hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập hợp lý cho từng cá nhân khách hàng. Và cũng cảm ơn chương trình Một Giờ Hoán Đổi đã cho em được hóa thân và huấn luyện viên cá nhân PT. Xin cảm ơn rất nhiều.